Lệnh hiện tại đây là cái view của FPT từ ngày FPT lên sàn. FPT lên sàn từ được niêm yết từ ngày 13 tháng 12 năm 2006, thì rất may biểu đồ của bản Việt vẫn còn lưu trữ thông tin từ ngày đó tới giờ. Thì FPT cũng trải qua một cái thời kỳ khủng hoảng hết sức khắc nghiệt năm 2008. Từ 2007 tới 2008 thì giá sụt giảm từ mức 50 52,9 rơi về ở đây. Thì đây là cái biểu đồ đã điều chỉnh, cho nên là chúng ta sẽ thấy được cái mức giá đáy thấp nhất là 3.000, âm 3.500, tức là ở đây sẽ tính cả chi trả cổ tức là tiền mặt và cái sự điều chỉnh giảm giá khi mà trả cổ tức bằng cổ phiếu. Thì sau cái thời gian khủng hoảng cùng thị trường như vậy thì FPT đã thể hiện được mình là một cái cổ phiếu rất là có năng lực liên tục tích lũy và tăng trưởng đều trong khoảng 12 năm. Và tháng 8 năm 2019 thì mới chính thức vượt đỉnh cũ và tạo thành được một cái mô hình tương đối đẹp. Và hiện tại sau khi tạo được, tức là đi quá đà lên mốc 61,3, thì bây giờ FPT đang quay trở lại test cái mốc catapult, thì có khả năng là sẽ không không quay lại tới tận cái điểm 52,7 đâu, mà chỉ tích lũy quanh cái vùng 55 đến 57 rồi sẽ tiếp tục đi lên nữa, khả năng là như thế. Thì với những cái project ngắn hạn thì FPT có thể lên được mục tiêu khoảng 69. Còn nếu mà tính theo cái chu kỳ cực kỳ dài hạn và cái mốc hỗ trợ của mấy năm thì đâu đấy hôm trước chị tính được đâu đấy sẽ lên được vùng 91 khoảng 2 đến 3 năm nữa. Thì có thể tranh thủ mua vào những cái vùng từ 56 tới 54, 56 tới 54. Stop loss thì cái vùng 48 này cũng là vùng hỗ trợ, vùng 48,1 cũng là vùng hỗ trợ của FPT. Cũng tùy vào cái việc là mọi người đầu tư dài hạn hay là ngắn hạn để ra quyết định thôi. Nếu mà ngắn hạn thì phải chờ thêm, chưa có điểm mua. Còn nếu mà là dài hạn thì khi nào có tiền thì mua. Okay. Xem nào, sơ qua nhé. Và ở đây thì FPT cũng đang chạm phải cái volume Goal Band ở phía trên đó. Và do đấy là cái việc là FPT có thể đi ngang giữa cái vùng 50, 55, 54 đến 57 để phù hợp với cái việc là sẽ đi trong cái giải Bollinger Band này thôi, không bị vượt quá. Ngoài ra thì xem, nếu mà xem theo wick, theo một cái biểu đồ nhiều chi tiết hơn thì FPT vẫn đang trong cái vòng Bollinger Band này và đang trong cái giai đoạn sideways. Sideways ở đây là từ mốc 59 tới vùng 55, 59 tới 55. Còn nếu mà xem vào cái biểu đồ chi tiết nhiều hơn nữa kết nối được internet là sao? Đây, nếu mà mình xét theo biểu đồ này thì FPT lại đang chạm cái dải Bollinger Band ở phía dưới. Đấy, do đó là cái khả năng cao là FPT sẽ đi sideways ở như cái vùng này, chứ cũng không rơi mà cũng không không rơi sâu và cũng không chưa lên được, phải cần tích lũy. Còn
đây giá thấp nhất từ 3.520 đồng lên tới âm 3.520 đồng lên 61. Như vậy đã tăng trưởng bao nhiêu phần trăm ngoài cái 3.5% này? Không tính được cái mức tăng trưởng. Tăng trưởng rất nhiều. Đây thì đồng MA thì không thể hiện được nhiều, mới thể hiện được rằng là cái đường MA 5 vừa mới cắt đồng MA 60. Như vậy thì khá là đang bị lầm lơ giữa cái đường từ 52,5 cho tới 56. Đấy. Thì khả năng là FPT còn đi xuống gần 55 nữa, hoặc nếu mà kịch bản xấu nhất thì có thể rơi về vùng 54 đang sideways. Mà thôi, nếu mà nhìn về view dài hạn thì FPT vẫn là một mã mà có những cái bước tăng trưởng theo kiểu bậc thang rất là ổn định. Vì vậy để xem được về cái phần của FPT thì cũng rất nhiều lần FPT tạo đỉnh và sau đấy điều chỉnh khoảng 30% từ mức 49 về 32 này, 30%. Như vậy nếu mà mình mua từ cái vùng 56,2 này thì đối với nhà đầu tư dài hạn thì có thể cần chịu đựng một mức stop loss tầm khoảng 20% nữa. Để bởi vì cái điểm mua là đang điều chỉnh cho nên mình không mua trong sen lên thì cần phải có một cái mức dự phòng rủi ro rất là lớn.